Mai Phương và Ngọc Châu xin được mến chào quý vị đang cùng đến với chương trình mua sắm của Vinashop ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, khi mà nhắc đến vẻ đẹp của làn da thì có lẽ rằng là không chỉ có phái nữ mà ngay cả phái nam hiện nay cũng quan tâm rất là nhiều, nhất là với những người mà sở hữu những làn da dễ bị dị ứng hoặc là những dàn làn da mà rất là sensitive như vậy đó, thì khi mà họ tiếp xúc với lại ánh nắng, khói bụi hoặc là thậm chí cái quá trình mà lão hóa của làn da cũng khiến cho họ mất tự tin hơn rất là nhiều. Như vậy thì không biết là ngày hôm nay Mai Phương có một cái kinh nghiệm, một chia sẻ nào với những cái sản phẩm mà chăm sóc làn da không? Thưa quý vị, thật ra thì ngày xưa ông bà mình vẫn nói rằng là nhất dáng nhì da, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng thấy rằng là cái tầm quan trọng rất nhiều của cái việc mà chúng ta dưỡng làm sao để mà làn da của chúng ta được đẹp, để chúng ta tự tin xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy nhiên có một điều mà Mai Phương muốn nói rằng là bên cạnh cái việc mà chúng ta ăn uống nè, chúng ta có cái chế độ hợp lý để đảm bảo sức khỏe bên trong, để tái tạo cơ thể, thì cái việc mà chúng ta dưỡng từ bên ngoài cũng là một việc hết sức quan trọng và cần thiết. Và muốn để làm sao mà chúng ta dưỡng, chúng ta chăm sóc được làn da từ bên ngoài một cách có hiệu quả nhất, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về làn da của mình. Theo như Mai Phương biết thì làn da sẽ gồm có da khô nè, da dầu nè, tức là da nhờn đó, và da hỗn hợp. Thì trong những cái loại da đó thì da hỗn hợp là cái loại da mà dễ chịu nhất, có thể sử dụng được rất là nhiều loại sản phẩm khác nhau. Nhưng riêng với da dầu và da khô thì chúng ta sẽ phải lựa chọn những loại sản phẩm phù hợp. Và đặc biệt hơn nữa, da khô thuộc xem là một dạng da hơi dễ bị kích ứng. Nó dễ có những cái vết nứt nẻ làm cho chúng ta cảm thấy đau, rát, khó chịu. Cho nên là việc mà chúng ta lựa chọn làm sao và chúng ta hiểu làm sao về làn da mình, rồi từ đó chúng ta lựa chọn những bộ sản phẩm thích hợp, đây là một điều rất là cần thiết ạ. Nhưng mà không chỉ có da khô mới có thể dễ bị những cái dị ứng đối với làn da đâu, mà ngay cả da dầu cũng vậy. Da dầu thì có một cái lợi thế là bởi vì họ những cái làn da đó được phủ một cái lớp dầu như vậy thì nó nuôi dưỡng cái làn da lúc nào cũng mềm mại và mượt mà. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta chăm sóc không kỹ đó thì ngược lại đó cũng chính là cái môi trường để cho rất nhiều những loại vi khuẩn có thể sinh sôi nảy nở và sinh ra rất nhiều những loại mụn nè, hoặc là ảnh hưởng trực tiếp đến làn da của mình. Như vậy thì ngày hôm nay Mai Phương và Ngọc Châu sẽ giới thiệu đến quý vị hai dòng sản phẩm rất nổi tiếng của công ty mỹ phẩm Ikkin của Hàn Quốc, mà hai sản phẩm này đang được giới thiệu tại Vinashop, thưa quý vị. Và trước hết là có lẽ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái dòng sản phẩm dành cho da dầu, dòng sản phẩm Hydro Tree Cube xe khít lỗ chân lông và kiểm soát bã nhờn dành cho da dầu và da thường. Thành phần 5-0 làm giảm những kích ứng của da. Thứ nhất đó là không paraben, không dầu khoáng, không nguồn gốc động vật, không benzophenone và không sulfat. Với công thức chứa thành phần độc quyền Liquid Eye Hybrid Vitamin Liposome và nước cà rốt châu Á tự nhiên, với sức mạnh tạo ẩm làm da tươi mát, đồng thời tổng hợp tannin chiết xuất từ trà xanh, mã đề và tảo biển sẽ cho hiệu quả xe khít lỗ chân lông, giảm dầu nhờn và mang lại làn da tươi sáng hơn. Với những cái thành phần thưa quý vị gồm có trà xanh nè, rong biển, rồi chiết xuất từ cái trái mận của Nhật, rồi cái chất Eye Tree Cube Liquid Hydro, nước cây phỉ nguyên chất, và có tác dụng làm sạch làn da và tổng hợp tinh chất của các loại trái cây. Và đây là một cái thành phần rất là quan trọng cho cái làn da dầu của mình. Và có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng đối với da dầu thì luôn luôn có một cái cảm giác là chúng ta sẽ rất là khó chịu khi mặt của chúng ta có một cái lớp dầu, và nó làm cho chúng ta cảm thấy không được đẹp trong mắt người khác. Và cũng có những cái sai lầm nào là chúng ta nghĩ da dầu là da đã có cái lớp dầu dưỡng rồi, cho nên là có một số người ý là da mình đã mềm, đã mượt rồi, cho nên chúng ta không cần phải dưỡng nữa. Nhưng thật ra đây là một cái quan điểm sai, đúng không Ngọc Châu? Là bởi vì cái da dầu đó là những cái chất thừa, chất cặn bã trên da mặt của chúng ta thải ra. Chính vì thế mà chúng ta cần phải rửa sạch lớp đó đi, và sau đó chúng ta sẽ dưỡng bằng những cái loại dầu, những cái loại dưỡng khác, kem dưỡng thật sự là tốt và hỗ trợ để giúp cho da mình sẽ trở nên mềm, mượt, láng mịn hơn nữa. Còn với da khô thì không biết là có cái dòng sản phẩm nào đặc biệt cho cái làn da này không Mai Phương? Chắc chắn da khô sẽ là một điều mà tất cả các anh chị em quan tâm, bởi vì ở một cái vùng thời tiết mà như Việt Nam thì không đến nổi. Nhưng riêng ở vùng đất Mỹ thì chúng ta cũng thấy rằng là có những thời kỳ chúng ta thấy là rất là lạnh. Và bản thân Phương qua đây thì đôi lúc cũng có những lúc mà tay mình nó bắt đầu khô ráp, và mặt cũng bắt đầu có những cái triệu chứng là da khô, không ăn phấn hoặc là bị nứt nẻ. Thì chính vì thế mà chúng ta phải lựa chọn cho mình dòng sản phẩm dành cho da khô, và đó chính là sản phẩm Hydro Moisture Cube làm từ dầu ô liu và mỡ của hạt bơ. Bộ sản phẩm này chuyên dành cho những vùng da khô, giúp bổ sung vitamin và cung cấp độ ẩm cho làn da, giúp cho làn da trở nên mịn màng, liền mịn những vết nứt vì tình trạng khô khi bước vào mùa đông. Và quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thành phần, đó chính là dầu ô liu, mỡ hạt bơ, tinh dầu tự nhiên Ecocep từ hoa anh thảo, từ hạt argan và dầu ô liu.
Bên cạnh đó, Liquid Artree chứa nhiều vitamin và chất Originate, amino acid tự nhiên, collagen và nước hoa hồng tinh khiết. Và quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng bộ sản phẩm này dành cho làn da khô của mình. Và chắc chắn là quý vị cũng đã biết cái cách thức để mà chúng ta sử dụng và dưỡng da rồi đúng không ạ? Nhưng mà có lẽ là trong những cái bước mà để chăm sóc cho một làn da thì đối với phái nữ thì có lẽ là không có mấy xa lạ. Nhưng mà riêng với phái nam thì còn khá mới mẻ lắm. Nên là sẵn đây rất là nhờ Mai Phương hướng dẫn xem, là bởi vì đương nhiên với cái bộ mỹ phẩm mà ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị dành cho da dầu và da khô đều có thể sử dụng cho cả phái nam lẫn phái nữ. Và nhưng mà trước hết Ngọc Trâm muốn hỏi Mai Phương một chút nha. Như vậy trong các cái bước đó thì cái bước nào là Mai Phương thấy là quan trọng nhất? Thật ra thì đối với Phương, cái bước quan trọng nhất là cái bước mà khi mà chúng ta về nhà chúng ta tẩy trang, là cái bước hết sức quan trọng, bởi vì chúng ta sẽ loại bỏ trên mặt của mình là, một là những cái bụi bặm, hai là những cái kem chống nắng nè, hoặc là cái lớp trang điểm. Vì nếu như chúng ta không loại bỏ đi những cái lớp đó thì sẽ làm cho da của chúng ta bị bí, bị nảy sinh những cái vết mà gọi là ngứa ngáy khó chịu và ảnh hưởng rất nhiều đến làn da. Và sau khi mà chúng ta đã tẩy trang xong rồi, chúng ta rửa mặt thật là sạch sẽ, thì cái bước mà Mai Phương nghĩ rằng là cái bước này quý vị hay bỏ quên lắm nhưng mà lại hết sức quan trọng, đó là chúng ta sẽ sử dụng toner cho làn da của mình. Bởi vì sau khi mà chúng ta rửa mặt thì cái làn da của chúng ta, các lỗ chân lông bị bắt đầu nở ra, giãn ra. Chính vì thế cái bước toner này sẽ giúp cho da của chúng ta se khít lỗ chân lông, da sẽ có độ đàn hồi nhiều hơn. Và đây cũng là một bước giúp cho làn da của chúng ta sẽ sáng mịn hơn rất nhiều thưa quý vị. Và nó sẽ giúp cho chúng ta muốn sử dụng kế tiếp là serum hoặc là kem cũng sẽ được thẩm thấu một cách tốt nhất. Và trong cái bộ sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay thì thưa quý vị, dù cho da dầu hay da khô thì chúng ta cũng đều có hai cái chai quan trọng nhất. Thứ nhất đó là chai toner và thứ hai đó là cái chai emulsion đúng không ạ? Với cái chai kem dưỡng này chúng ta tạm gọi là kem dưỡng ban ngày. Như vậy là chúng ta sau một cái buổi sáng chúng ta thức dậy, chúng ta rửa mặt sạch sẽ xong, chúng ta dùng một cái toner, chúng ta thoa đều lên gương mặt, thì chúng ta có thể bỏ vào một cái bông tẩy trang. Chúng ta thoa đều lên mặt, rồi sau đó chúng ta sẽ bôi cái lớp emulsion này lên để mà dùng ban ngày. Thì với cái bộ sản phẩm ngày hôm nay thưa quý vị rất là tiết kiệm, nhưng mà lại đến từ một thương hiệu nổi tiếng của Hàn Quốc, đó là Ipkin. Nên là Ngọc Châu và Mai Phương hy vọng rằng thông qua cái bộ sản phẩm ngày hôm nay sẽ giúp quý vị có thể làm đẹp hơn cho làn da của mình. Và Mai Phương tin rằng là ngày hôm nay với những chia sẻ nhỏ nhỏ đến từ Ngọc Châu và Mai Phương thì chắc chắn là quý vị sẽ lựa chọn cho mình một dòng sản phẩm thích hợp nhất với làn da của mình. Và hãy nhớ rằng là sẽ không có một người phụ nữ nào xấu hết, chỉ có những người phụ nữ chưa biết làm đẹp. Và bây giờ thì cả cánh mày râu cũng vậy nữa. Vậy thì Phương sẽ dùng chung từ là không có người nào xấu hết, chỉ có người mà chúng ta chưa hiểu và chưa biết làm đẹp mà thôi. Và hy vọng rằng ngày hôm nay thì tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau biết chăm sóc cho làn da của mình để chúng ta có thể tự tin hơn và chúng ta đón chào một ngày mới. Và với cái bộ sản phẩm Ipkin của Hàn Quốc ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị thấy một bộ sản phẩm của chúng ta được thiết kế rất là đẹp mắt và sang trọng. Mà chưa kể rằng là với một cái chất lượng được chiết xuất hoàn toàn từ những cái thảo dược thiên nhiên, nên là rất là an toàn cho làn da của mình. Dù là làn da dầu hay là làn da khô thì chúng ta cũng có thể tự tin để sử dụng. Thì chẳng hạn như là nếu mà da dầu, quý vị thấy là cái lượng dầu trên da của chúng ta quá nhiều như vậy, chúng ta nên rửa mặt thường xuyên bằng nước lạnh. Rồi sau đó tối về chúng ta, từ ngoài đường chúng ta đi bên ngoài một ngày trời đó, chúng ta về chúng ta phải một lần nữa rửa mặt thật kỹ. Mà cái bước rất là quan trọng đó chính là lựa chọn cái sữa rửa mặt làm sao để nó phù hợp với mỗi loại da. Đúng rồi. Bởi vì nhiều vị khán thính giả hay nghĩ rằng là nếu mà chúng ta da dầu thì chúng ta cứ rửa mặt cho thật khô, những cái loại mà thật nhiều cái chất kiềm như vậy. Thì thưa quý vị, cái điều đó là hoàn toàn sai. Là bởi vì khi mà làn da của mình quá khô thì ngược lại lúc đó cái tuyến bã nhờn lại còn tiết ra còn nhiều cái chất nhờn hơn nữa. Lúc đó thì nó mới cân bằng được cái độ ẩm cho làn da. Nên là hy vọng thông qua cái chương trình ngày hôm nay, khi mà Mai Phương và Ngọc Châu giới thiệu với quý vị về bộ mỹ phẩm chăm sóc dưỡng da dành cho cả phái nam lẫn phái nữ Ipkin của Hàn Quốc, thì đây sẽ là một sự lựa chọn. Nếu như làn da của quý vị là làn da dầu thì chúng tôi đã có sẵn cái bộ sản phẩm ngày hôm nay với cái set là quý vị thấy là màu xanh lá cây quý vị nhé. Với cái màu xanh này thì chắc chắn sẽ là bộ sản phẩm phù hợp với làn da dầu. Và còn với một màu đỏ hồng tươi thắm như thế này thì sẽ dành cho quý vị nào đang sở hữu cho mình một làn da khô. Và đây chính là một cái làn da rất là khó chịu. Chính vì thế mà hãy yêu thương hơn, hãy chăm sóc nhiều hơn. Những cái nếp nhăn ở trên gương mặt thì ai cũng lo lắng cả, mà nhất là không chỉ có những người lớn tuổi mà thậm chí là với cái độ tuổi bước vào độ tuổi trung niên là khoảng trên 30 tuổi thôi, đã bắt đầu cảm nhận được cái sự lão hóa của làn da rất là nhiều. Do vậy thưa quý vị, ngày hôm nay quý vị muốn order sản phẩm này hãy liên lạc ngay với Vinashop thông qua số tổng đài 1855 855 5888, 1855 855 5888,
Còn bây giờ thì Mai Phương và Ngọc Châu sẽ được mến chào tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.